Vâng, xin chào anh chị. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo trong series video nói về chiến lược marketing và kinh doanh thực tế, giúp các anh chị lập kế hoạch marketing và kinh doanh một cách thực tế dựa trên những kinh nghiệm của tôi. Và bài học ngày hôm nay tôi sẽ nói về chữ P thứ 3 là chiến lược quảng cáo và truyền thông, tiếng Anh gọi là promotion, đúng không ạ? Thế thì chiến lược quảng cáo và truyền thông cụ thể là chiến lược gì? Thì đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những công cụ nào, đạt được những mục tiêu gì để chúng ta lập cái kế hoạch cho nó chuẩn. Được chưa? Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mục tiêu của chiến lược quảng cáo và truyền thông cho doanh nghiệp của chúng ta, cho thương hiệu, cho dòng hàng của chúng ta là gì, đúng không ạ? Ví dụ như mục tiêu của chúng tôi đối với một chuỗi bán lẻ về thời trang thì sẽ là gì? Đó là sẽ tăng cái mức độ phổ biến của thương hiệu, tăng cường cái nhận thức của khách hàng đối với thương hiệu và nhãn hàng, chuỗi bán lẻ, cũng như là tăng doanh số bán hàng, đúng không ạ? Quảng cáo thì phải đi kèm với doanh số bán hàng nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào những công cụ nào, các KPI ở đây là gì chúng ta sẽ đưa ra, được chưa? Và quan điểm của tôi là đối với công ty của chúng tôi đó là cần phải có một chiến dịch, một cái series video hoặc 1-2 video TVC là sẽ làm marketing gây tiếng vang. Giải pháp là chúng ta sẽ phải sản xuất một TVC có khả năng lan truyền tốt, còn đánh vào cảm xúc của khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tư tiền bạc và công sức vào cái TVC đó để sản xuất được một cái TVC quảng bá cho thương hiệu, với một cái mục tiêu là chúng ta có thể đạt đến 5 triệu view trên kênh YouTube, đúng không ạ? 2 triệu view trên kênh Facebook. Chúng ta có thể chi ra một cái số tiền lên tới là gì ạ? Vài trăm triệu Việt Nam đồng, 200-300 triệu như vậy, để lên kịch bản sản xuất và viral chạy quảng cáo để cho mọi người có thể xem. Thì cái phần này chúng tôi có kinh nghiệm là với một cái khoản tiền khoảng 200-250 triệu là bạn có thể có một cái TVC đạt khoảng 5 triệu view rồi. Thế thì chúng ta cũng xứng đáng để có thể đầu tư được như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể là tập trung vào các cái kênh quảng cáo rất là hiệu quả mà trong cái lịch sử công ty đã sử dụng, cũng như là thực tế hiện nay các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Đó là các cái kênh online marketing và các cái kênh hệ thống offline. Thì kênh online marketing ở đây thì chúng ta có thể có rất nhiều các cái kênh cụ thể, và tôi sẽ đưa cho các bạn những cái kinh nghiệm cũng như các KPI. Ví dụ như là website của công ty, website bán hàng, đúng không ạ? Facebook của công ty bao gồm là group, bao gồm là fanpage, bao gồm là profile, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng có thể phát triển kênh YouTube, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể đưa ra học viện gì đó, đưa ra một cái kênh lifestyle gì đó. Nếu mà bạn làm mỹ phẩm thì kênh YouTube của bạn là hướng dẫn trang điểm, hướng dẫn có một cái lifestyle sống. Nếu mà bạn làm một cái chuỗi thời trang thì bạn cũng có thể là tạo ra một cái thương hiệu thời trang hướng dẫn mọi người phong cách ăn mặc, hướng dẫn mọi người cách mix đồ ở trên YouTube, đúng không ạ? Rồi thì kênh Zalo, đúng không ạ? Bạn kết bạn với khách hàng, Google Sale, AdWords, hoặc là YouTube, hoặc là email marketing, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là trên thị trường có rất là nhiều kênh, thế nhưng mà chúng ta lại không có đủ sức, chúng ta lại không có đủ nhân sự, không có đủ kinh nghiệm, cũng như không có đủ tiền bạc, thì chúng ta sẽ lựa chọn các kênh như thế nào? Thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái kênh quan trọng, được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ cân nhắc, được chưa? Đây là kế hoạch tôi lập cho công ty của tôi, rất là rõ ràng, được chưa? Đầu tiên là chúng ta phải tập trung vào website của chúng ta. Website của chúng ta thì chúng ta phải xem là đã tối ưu về mobile chưa, đã tốt cho SEO chưa, đã cập nhật đầy đủ các hình ảnh sản phẩm chưa, kế hoạch của chúng ta cập nhật như thế nào, có tính năng mua hàng chưa, có tính năng thanh toán chưa, có tính năng theo dõi remarketing chưa, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra các cái mô tả và KPI. Tôi sẽ lập một cái bảng bao gồm công cụ này, cột mô tả, cột KPI, cột chi phí và cột ghi chú, được chưa ạ? Thì website thì chúng ta sẽ là đề ra gì ạ? Website cần phải được cập nhật các cái hình ảnh mới nhất, đúng không ạ? Các cái sản phẩm và các cái chương trình khuyến mại mới nhất, các cái banner về các cái chương trình bán hàng mới nhất, hàng tuần, đúng không ạ? Cập nhật hàng tuần hoặc là hàng ngày. Đấy, hoặc là video chúng ta đưa lên YouTube, sau đó chúng ta gắn mã embed vào website của chúng ta. Thí dụ như là sản phẩm các bạn chụp ảnh rồi, các bạn chụp ảnh một cái sản phẩm nào, cái bộ trang phục như này, các bạn có thể quay video, các bạn dùng điện thoại, các bạn quay một cái video khoảng 30 giây cho đến 1 phút về cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Các bạn up lên YouTube, sau đó các bạn gắn mã embed YouTube vào website,
Thế thì chúng ta vừa thấy ảnh, vừa thấy video, vừa thấy text thì cái khách hàng nó sẽ dễ dàng ra quyết định mua hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì website của chúng ta cũng cần phải gắn mã theo dõi Facebook, Google AdWords, Google Analytics đầy đủ để chúng ta phân tích. Chúng ta cũng phải nâng cấp website theo cái yêu cầu thực tế của quá trình kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải tích hợp các công cụ thanh toán trực tuyến nếu như chúng ta bán hàng tốt. Ví dụ như họ có thể chuyển khoản trực tuyến ngay, đúng không ạ? Chúng ta có thể tích hợp mã email marketing vào để chúng ta lấy data của khách hàng, vân vân. Thế thì các cái KPI chúng ta đạt được, chúng ta đưa ra các KPI, ví dụ như là một ngày thì phải đăng bao nhiêu bài, 3 bài hay 5 bài, đúng không ạ? Banner thì mỗi tuần đăng bao nhiêu cái lên, rồi thì hình ảnh sản phẩm thì phải cập nhật chậm nhất là 3 ngày hay 5 ngày sau khi mà có sản phẩm về. Thậm chí là chưa có sản phẩm, bạn đã phải lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, làm video và đưa lên đó để chúng ta bán hàng, được chưa ạ? Chúng ta có thể gắn các cái phần mềm chat web như là phần mềm UChat hay phần mềm Subit hay là rất là nhiều các phần mềm khác có phí hoặc miễn phí. Thì hiện nay tôi tiết lộ với các bạn là trên thị trường nó có những cái phần mềm chat web có thể cho phép remarketing và lấy được số điện thoại của khách hàng, cũng rất là tốt, phí cũng rất là rẻ, chỉ vài trăm ngàn một tháng thôi. Hoặc là các bạn cũng có thể là gì ạ? Tích hợp các cái phần mềm dạng là Messenger, chúng ta tích hợp trên website được. Thì đây là một cái tính năng mới mà Facebook cũng đưa ra, thì chúng ta có thể là chat bằng Messenger trực tiếp ở trên website của chúng ta đó. Thì về website thì chúng ta cần phải tối ưu về mặt hình ảnh, tối ưu về mặt thông điệp và về mặt text để chúng ta có thể bán hàng thật là tốt. Và trên website thì chúng ta phải nhớ một cái quy trình là khi khách hàng vào website thì chúng ta phải lấy được thông tin của họ, hoặc là chúng ta phải tặng cho họ một món quà, có thể là phần mềm, có thể là sách, có thể là một cái video, có thể là một cái kinh nghiệm gì đó để chúng ta contact với khách hàng tốt hơn, được chưa ạ? Đấy là thứ nhất, là cái kênh website là một kênh quan trọng. Kênh thứ hai là kênh web thương mại điện tử của các đối tác như tôi đã liệt kê, đúng không ạ? Ví dụ như là Tiki, Lazada, đây rồi Sendor, Shopee vân vân. Các bạn hãy lựa chọn cho mình, sau đó các bạn contact với họ để các bạn ký các hợp đồng, các bạn đưa sản phẩm lên trên đó, các bạn bán, đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào việc thúc đẩy doanh số, có nhân sự phụ trách tìm giải pháp để chúng ta đấu nối giữa các website của mình với các website của thương mại điện tử, và chúng ta đặt KPI là phát sinh một đơn, hai đơn, năm đơn, 10 đơn trên mỗi một website thương mại điện tử mỗi ngày. KPI này chúng ta làm thế nào để đạt được, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đưa ra các giải pháp để chúng ta làm được, ví dụ như khuyến mại, ví dụ như là lên on top của cái trang đó, có nhân sự phụ trách và hai bên kết hợp với nhau thường xuyên. Thì những trang này tôi nghĩ rằng cũng có thể đem được một số đơn hàng về cho các bạn rất là tốt, nếu mà các bạn có thương hiệu và giá tốt. Cái giải pháp thứ ba về quảng cáo truyền thông và bán hàng đó chính là email marketing. Thì nếu như doanh nghiệp của bạn mà có cái lượng data khách hàng tốt, vài trăm đến cả ngàn khách mỗi một tháng, thì bạn cần phải sử dụng dịch vụ email marketing trả phí. Chúng ta sẽ học cái khóa học email marketing cơ bản của tôi riêng nhé. Tôi có một cái khóa học như thế, các bạn tìm email marketing by Phan Anh ra sẽ thấy, thì sẽ hướng dẫn các bạn dùng GetResponse hay là dùng Mailchimp hay là dùng GoDaddy hay là dùng iContact vân vân, rất nhiều các cái dịch vụ trả phí như vậy. Thì mình làm gì? Mình gửi email cho khách hàng để khách hàng quay lại website, mình gửi tài liệu cho khách hàng, mình cảm ơn khách hàng, mình confirmation với khách hàng vân vân, rất nhiều cách. Chúng ta có thể gửi email cho khách hàng hàng tuần, hàng ngày, thậm chí hàng tháng tùy các bạn, đúng không ạ? Với một cái chi phí rất là rẻ, 20 cho tới 30 đô la một tháng. Nội dung gửi là cái gì thì tùy vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, khách hàng chúng ta là ai, thì chúng ta có thể gửi các câu chuyện như là ví dụ như chúng tôi làm thời trang trẻ em, thì chúng tôi có thể gửi các câu chuyện về mẹ, về bé, video nuôi dạy con cái, video của các bé, đúng không ạ? Video hướng dẫn trang điểm cho mẹ, video hướng dẫn lựa chọn sản phẩm cho con, video hướng dẫn của các bé ăn mặc vân vân. Rất là nhiều cách để chúng ta có thể làm, hoặc là các câu chuyện về tình mẹ con, tình mẫu tử, rồi đứa nhỏ nó học như thế nào, những câu chuyện như vậy thì khách hàng rất là thích. Thì chúng ta đăng cái câu chuyện đó lên website, sau đó chúng ta mớm khách hàng bằng nửa cái email, sau đó yêu cầu họ quay trở lại cái đường link, và chúng ta nói về cái sản phẩm đó, sau đó phía dưới chúng ta lại đưa ra một cái gift code hoặc là một cái promotion khuyến mại mà khách hàng có thể sẽ mua, đúng không ạ? Cái công cụ thứ tư tôi muốn hướng tới đó là công cụ SEO, hay còn gọi là công cụ SEO web.
Vâng, sale web ở đây tức là sale và là kỹ thuật và nội dung để đưa các cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm lên trên top của Google. Ở Việt Nam thì chúng ta chỉ quan tâm đến Google thôi, đúng không ạ? Sau này sẽ là Facebook Grab nữa. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải học về các kỹ thuật sale cơ bản. Thì tôi cũng có một cái khóa học là sale cơ bản cho các bạn, gồm khoảng hơn 20 video hướng dẫn từng bước các kỹ thuật. Thì các bạn nhớ rằng là sale ấy, thì ở đây thì chúng ta có thể là bao gồm là liên quan đến kỹ thuật về web, kỹ thuật về viết bài và nội dung. Đấy là ba cái phần chính của cái việc làm sale. Đặc biệt là về nội dung, đúng không ạ? Nội dung của chúng ta phải hay, hấp dẫn và hữu ích, và hướng vào những cái từ khóa mà khách hàng muốn tìm. Đấy. Thế thì chúng ta cũng phải lập danh sách các cái từ khóa liên quan đến sản phẩm, liên quan đến khách hàng tìm kiếm, các từ khóa chung, các từ khóa dài, các từ khóa ngắn và các từ khóa riêng, chúng ta liệt kê ra. Và sau đó chúng ta lên kế hoạch là tháng này tập trung vào từ gì, tháng sau tập trung vào từ gì. Chúng ta phải có một cái lộ trình cho cái việc làm sale đó, được chưa ạ? Đăng bài trên website, đúng không ạ? Đăng các cái video về sản phẩm, đăng các cái hình ảnh về sản phẩm, đăng các bài viết về sản phẩm, bao gồm cả những cái phản hồi của khách hàng, vân vân. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ thường xuyên sale tập trung liên quan đến từ khóa dễ trước, sau đó đến từ khóa khó. Thì cái này cũng rất là dễ thôi, chúng ta có thể tuyển nhân sự 1-2-3 nhân sự, trả lương 5-7 triệu, 10 triệu tùy vào cái thỏa thuận của chúng ta với nhân sự để làm sale cho chúng ta. Sale là một cái công cụ quan trọng, bởi vì hiện nay khách hàng người ta tìm kiếm thông tin, sau đó họ sẽ ra quyết định mua dựa trên những cái thông tin họ có được. Nếu như họ không tìm thấy bạn, đồng nghĩa việc là rất khó để có thể có đơn hàng. Chúng ta phải tập trung vào làm sale, được chưa ạ? Vâng, sale bây giờ cũng rất là khó, bởi vì là quá nhiều người làm, cạnh tranh rất cao. Vì thế bạn sẽ cần phải sự kiên nhẫn, bạn phải có một cái kế hoạch dài hạn trong 6 tháng, trong 12 tháng, trong 2 năm, ví dụ như vậy. Và mỗi một tháng bạn sẽ có đội ngũ tập trung vào từ khóa gì, viết bao nhiêu bài, kỹ thuật đi link như thế nào. Rồi thì chúng ta mua backlink ở đâu, chúng ta làm viral ra sao để tăng cái traffic về cái trang web đó lên. Đó là tôi đưa ra một số những ý tưởng, kế hoạch chi tiết về sale. Tiếp tục đó là về kênh thứ 5, đó là kênh YouTube. Thì đối với một cái thương hiệu bán hàng thì các bạn nên làm YouTube, đúng không ạ? Hiện nay lượng xem YouTube cũng rất lớn. Các bạn có thể phát triển một vài kênh đối với cái sản phẩm thương hiệu của mình. Ví dụ như bạn làm spa thì tôi tư vấn cho bạn là hướng dẫn cách dạy cho thợ làm spa, hướng dẫn cho khách hàng làm tự làm đẹp. Quá trình bạn làm đẹp cho khách hàng, bạn cũng có thể dạy và bạn có thể tư vấn về các case study. Ví dụ một khuôn mặt này thì bạn sẽ làm bao lâu thì sẽ khỏi. Ý tôi muốn nói là như vậy, đấy gọi là làm đẹp. Với thời trang thì bạn cũng có thể như tôi nói là làm kỹ năng cho trẻ, làm kênh giáo dục cho trẻ, làm kênh nuôi dạy trẻ, hoặc là kênh gia đình, đúng không ạ? Bất kể những cái nội dung gì hay hấp dẫn phù hợp với khách hàng mà không vi phạm đạo đức pháp luật là chúng ta có thể làm, tập trung vào các video có giá trị. Và chúng ta cũng phải học một chút về SEO cho YouTube, ví dụ như chúng ta đặt từ khóa như thế nào, viết là mô tả ra sao, các cái SEO tag như thế nào trên YouTube. Thì cái kênh nó phải hấp dẫn, kênh nó phải chất lượng để chúng ta phải làm như vậy. Thì cái kênh dần dần chúng ta sẽ lấy. Ví dụ như là đối với cái mảng bán hàng trên mạng thì kênh YouTube là một kênh bán hàng tốt, thì chúng tôi cũng có lượng khách là tốt đến từ kênh YouTube. Bản thân tôi cũng có một cái kênh là kênh PA Marketing. Các bạn tìm chữ PA là chữ Phan Anh, tên tôi. Các bạn vào đấy thì tôi đầu tư rất là chi tiết, rất là chất lượng để cho mọi người có thể xem được kiến thức của tôi. Thì tôi muốn nói là mọi người có thể phát triển kênh theo hướng như vậy, chứ không phải là tôi khoe khoang về cái kênh của tôi, đúng không ạ? Vâng. Các bạn có thể đặt các KPI như là 2 video hay 3 video một tuần, hoặc là 1 video một ngày, mỗi video tối thiểu 3 phút, 5 phút, có lượt view là bao nhiêu view, kiểu như vậy. Và sau bao lâu thì cái kênh YouTube đấy sẽ bán được hàng, sẽ đem về doanh số cho mình. Chi phí để sản xuất ra một video là bao nhiêu tiền, ví dụ 300 ngàn hay 500 ngàn. Video dưới dạng là quay bằng điện thoại hay là quay màn hình, video có kịch bản gì, các bạn sẽ liệt kê ra như vậy, được chưa ạ? Đó là tôi đang nói về kế hoạch của kênh YouTube.